nghịch lắm. Bé bé này nghịch lắm. Nghịch. Nó đu sà ngang đồ luôn. Nó là dèo ở trong cái này. Nó đu lên cái mặt giường này, nó cong hai chân lên được để từ một cái này làm luôn. Có nhiều nhưng mà đỡ mong được gì hết. Em có gửi một ít nha. Thôi mong nè. Sữa nè. Sắp đi hả? Sắp chưa đi đâu? Để em quà đi. Em nhỏ quà đi mẹ. Rồi. 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 Bên chỗ trung tâm bảo trợ họ có báo gì chưa chị? Họ có báo gì về chuyện nhận chưa? Em re bữa giờ hả? Vừa để Nhật cái lên đi. Không. Nãy Nhật có gọi điện thoại cho Thúy nói là 11 giờ đó, chờ hoài không thấy lên. Đó hả? Dạ, chị đặt nó tên Ánh Minh. Anh Minh. Ê. Anh Minh. Đó là bắt kính của em đó. Chị là cũng công tác ở bên y dược luôn hả chị? Dạ không, em bên Nguyễn Tri Phương. À. Dạ. À, vô trong, vô trong. Mấy bữa nay là ăn Tết xuyên xuyên Tết trong bệnh viện rồi hả chị ha? Ờ. Cái Tết đầu tiên. Cái Tết đầu tiên. Nhưng mà mình phải thông báo với bên trung tâm đi chứ để đó, lâu quá mấy đứa khác sao vô. Ở đây nếu mà nó bỏ rơi cỡ khoảng được 2 tuần á thì mình sẽ thông báo qua ủy ban phường, sẽ thông báo lên trung tâm. Tới nay qua bao nhiêu ngày rồi mà họ vẫn có thông không có đánh động gì cái chị tiếp nhận hết. Lúc mà hồi năm rồi tới bây giờ dịch á hình như là cái quy trình này nó bị chững lại hay sao á chị không biết chứ mỗi lần là em chỉ 2 tháng 3 tháng rồi em đi hết trơn. Hôm nay là đặc biệt quá ha. Ờ. Hello mọi người. Cũng hơn 2 tuần rồi mới quay trở lại với Bệnh viện Nhân dân Gia đình Khoa Bệnh lý Sơ sinh. Trở lại với câu chuyện của 6 bé bị bỏ rơi phải đón cái Tết đầu tiên trong bệnh viện. Thì sau một ít ngày đăng tải thì cũng có một số mạnh thường quân biết và hỗ trợ cho các bé bằng tiền và hiện vật. Và hôm nay thì có hai bạn là nhân viên y tế của bệnh viện Đại học Y Dược và bệnh viện Nguyễn Tri Phương đến đây để thăm và tặng quà cho các bé là rất là vui. Bệnh viện vẫn cần dọn cái sự hỗ trợ cho nên mà mọi người muốn đóng góp thì rất là hoan hỷ. Em sẽ tiếp tục để lại cái thông tin về số tài khoản của bệnh viện để cho mọi người có thể đóng góp nha, không chỉ những bé này mà những các khóa lứa sau nữa. Mấy anh chị trong khoa quyên góp này thôi. Thỉnh thoảng thì em có đi làm từ thiện theo nhóm á. Đi với nhóm riêng á hả? Dạ. Ở trong em cũng quen một bác sĩ, anh làm ở bên Pháp Việt đó, thỉnh thoảng anh có tổ chức cái chương trình đi từ thiện. À. Là đi tới vùng sâu vùng xa phát thuốc, phát lương thực, đi khám chữa bệnh miễn phí thôi. À. Cũng hay. Dạ. Tại vì mình cũng hay đi với hội thầy thuốc trẻ thành phố. Dạ. Chỗ trên Hoàng, chủ tịch hội thầy thuốc trẻ, chị biết không? Hoàng Phan. Em hay đi bác sĩ đó tổ chức riêng á. À. Để thỉnh thoảng quen biết rồi, mọi người trong đoàn Phật giáo đó, mọi người hay rủ đi thì thỉnh thoảng em có đi, có thời gian thì mới đi. Nhờ. Đâu đi. Đu đi 1, 2, 3 đu. Sao không ai ẩm với em hết hả? Em
em rờ đó, cái nó nhìn em giờ luôn. Quá trời. Cưng nhắc. Ôi sao vậy? Mấy phân bì. Giỏi hả? Em là tên gì chị Gia? Gia Gia hả? Gia hả? Gia Gia. Chị đặt tên riết chị không nhớ cái nào tên gì không? Nó nhiều quá. Ở đây không có bọn kìa. Bệnh viện mình không được cho. Cho mình chỉ báo bên quỹ ban gửi nó đi trung tâm thôi. Dạ. Còn xin gì cũng người ta qua quỹ ban rồi quỹ ban xét. Tính xin đứa hả sao? Không phải kỹ gì nói nơi thì chưa đủ sức. Xin là phải qua bên quỹ ban hoặc là trung tâm hỗ trợ để chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập. Đúng rồi, phải có một cái thời gian kiểu họ theo dõi xem mình có thực sự muốn nhận không á. Nói chung là cái quá trình mà nhận nuôi cũng hơi bị phức tạp một xíu, nhưng mà cũng đúng thôi, tại vì nếu mà nhận về mà nhanh quá rồi lỡ sau này cuộc sống của mấy bé không tốt thì cũng ảnh hưởng người nhiều. Ta giả bộ người ta xin rồi người ta vô đúng người rồi. Ta buôn bán cho em gì sao người ta sợ, cho nên là người ta xét cực ngay từ đầu. Đúng rồi. Thực ra cũng có một số người em thấy là xin được kiểu nhưng mà thường là lụm ở ngoài xong rồi đem lên thông báo rồi tự nuôi cái người ta cho nhận luôn, còn đem vô bệnh viện thì hơi khó. Trời thấy lạ hả? Mày ganh tị. Đây là đang ganh tị sao ai cứ được bé. Sao con? Bây giờ nhất mà đúng không? 10 tháng đúng không chị? Không, đây đây. À đây hả? Ngày 10 tháng. À 10 tháng đây hả? Hôm bữa 10 nhưng mà nay chắc lên 11 luôn rồi. Mày gái. Ủa con gái á hả? Mới gặp mà quên hết trơn rồi. Cái mặt dữ. Mới có ủa nhưng mà cũng năm ngoái rồi đó. Đúng rồi. Cả năm rồi chị. Từ năm ngoái qua năm nay rồi đó. Năm ngoái là đâu mới. Cái mặt nhìn thấy thương. Đây là ôm cứng ngắc luôn. À. Hay là con. Con như này hai đỡ nhỉ. Là quỷ thiệt là quỷ này. Nó dữ. Nó dữ. Nó đu, bữa nó đu. Con bé này này em sợ nó khóc quá trời. Nó đờ bế mà. Bế nó anh đá vào đá. Ủa nay chuyển mấy này qua lồng ấp rồi mấy đứa kia đâu chị? Mấy đứa này là mấy đứa này không phải cô dưỡng. Sinh non thiếu tháng à? Rồi đèn thôi, nó dần da rồi đèn thôi. Trời ơi. Bạn này khóc, khóc không thường không? Không con. Sao con? Đây. Nhìn tức quá ha. Nó là đẹp trai á. Nó bị ra là đẹp trai á. Mỗi năm, như năm ngoái hôm qua là có gì bé gấu, bé từ lưa này không có biệt danh nào lạ hết. Không có bé nào biết đâu. Bé biết 19, bé biết 20. Bé biết hả? Bé biết 19, bé biết 20. Bé biết đi. Người ta con trai mà đặt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 đứa biết. Đây à? Bé biết. 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 Hay đây, hai đứa có bệnh nặng nhất trong 6 đứa đúng không? Bé này thấy thương. Bé này bị hở hầm hết. Ba mẹ bỏ ra. Càng sữa. Mấy bạn bên kia giữ nha, hát âm âm nha. Sao mà anh vậy? Anh vậy? Không? Anh là cũng công tác bệnh viện luôn. Theo không, theo không. Dễ quá, nhiều vô nè. Một cái thôi, biết rồi. Lần giúp rồi. Mấy này giờ mà chuyển qua bên trung tâm hỗ trợ cũng nó quen hơi ở đây rồi, chuyển qua bên kia là nhiều đứa nó khóc lóc rồi bỏ ăn cái thứ luôn á. Thà là 2-3 tháng đầu chuyển thì nó dễ, chuyến giờ già quá rồi mất chân sơ. Hậu. 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 Hậu
mình để bên kia ngủ ngon quá à. Thương quá à. Mong là mọi người có thể chung tay giúp cho các bé ở khoa bệnh lý sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân Gia đình. Chúc có thể là tiền tã sữa hoặc là quần áo, hiện vật cũng được. Như những cái cô nhân viên y tế rất là dễ thương ở phía trước mặt ạ. Và cũng mong là cha mẹ của các bé nếu mà may mắn có gì xem được clip này thì hãy thay đổi ý định mà đưa con về mà chung sống với mình ạ. Dù sao đó cũng là máu mủ của mình. Cảm ơn mọi người nhiều nha.